Nhà nước bảo cho tự do tín ngưỡng, nhưng mà bây giờ tại sao lại không cho chúng tôi, không trả lại cho chúng tôi? Thế thì bây giờ có phải là nhà nước mới cấp đâu? Chúng tôi đồng ý là tài sản của nhà nước đó, nhưng mà bây giờ ông cha chúng tôi nhá, từ xưa đến giờ đã làm cho chúng tôi như thế này, thì bây giờ chúng tôi là con là cháu là chắc là chút thì chúng tôi phải được hưởng chứ. Tại sao bây giờ lại bảo là cái này là cho thì chứ thế nào đấy? Đấy, cho nên chúng tôi chỉ xin với nhà nước là thi hành hai câu, cấp dưới là đi xét với nhân dân, là cái chỗ này nó chỉ có 40 nhà chung và coi như là được thi hành là được tự do tín ngưỡng. Khi mà giải phóng nhé, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình thì Bác Hồ có nói rằng chúng ta là lương giáo đoàn kết, chứ làm sao bây giờ tôi xin cải chính hai câu đấy. Mà bây giờ có chính quyền chúng ta nói làm sao cho chính quyền biết được và hiểu được thông cảm. Bây giờ này thấy sức lên là 42 nhà chung rồi, 42 nhà chung bao giờ đâu, không phải của ông cha của chúng ta để lại. Đất cát này không phải của ông cha chúng ta để lại, mà tòa giám mục có xây dựng ở đây là nước cấp dưới ở đây thì có là muôn ngàn giáo dân đóng góp. Muôn ngàn rồi, chứ không phải cái bỏ ra đây. Vậy chúng ta là gì mà chúng ta là con cháu là gì? Chúng ta có phải giữ lại những cái tiền đó để mà bổ sung cho quốc gia đó là chúng tôi giàu nhất. Thế còn bây giờ có chính quyền địa phương đến đây. Đối với có nhiều đơn vị đến các chính quyền rất nhiều lần, và cuối năm nào cũng lại kia lại nhắc đến, nhưng không còn tí nào hồi ứng. Thế thì nói thật ra mà nói rồi là liễu mai nó tức nước rồi lên nhiều lắm. Con xin lỗi ông cắt ngang đi, đọc kinh đi ông ạ. Thôi chị sẽ tự đi để cho ông nói. Không cái gì hết, chúng ta phải tôn trọng đến đây là mình phải nói để nhận đi. Cảm ơn bà. Đây không phải là chúng ta tự do thiên lương như này, coi như thế nào là làm. Quá là mọi người nói rồi. Mọi người nói bé mà bảo cứ thích cái kẹo phải cho tôi được. Không được. Cho là người toàn chỉ hình giáo dân mỗi ngày một đốc. Thôi để tí nữa con ở đây. Vâng, để con.